Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đang khuyến cáo nông dân gieo trồng lúa vụ hè thu sớm và hè thu mùa năm 2023 đúng thời điểm, cơ cấu giống phù hợp trên từng vùng. Theo đó, sử dụng giống lúa sinh trưởng từ 90 đến 95 ngày đối với những vùng chủ động nguồn nước, dưới 90 ngày đối với những vùng có nguy cơ thiếu nước hoặc ngập nước cuối vụ hè thu 2023. Cụ thể, vụ lúa hè thu sớm từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2023 xuống giống tại huyện Cát Tiên, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023 xuống giống tại huyện Đà Tẻ, Đà Oai. Vụ lúa hè thu mùa chính vụ từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2023 xuống giống tại các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Chi Linh, Cát Tiên. Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2023 xuống giống tại hai huyện Đà Tẻ, Đà Oai. Cơ cấu giống lúa khuyến cáo cho vụ hè thu mùa năm 2023 gồm giống lúa chủ lực OM6162, OM4900, OM5451, lúa thơm RVT, OM5954, OMCS2000, nhị ưu 838, giống lúa bổ sung OM6976, Khang Dân 18, OM3536, BC6, BD9R27, giống lúa mới triển vọng ST24, ST25, Đài Thơm 8, VN121.